Sao mà nhà tối vậy bay? Mày phải nhà Phi không kìa? Ừ, thằng Phi nó gọi mình đến đây mà. Tao cũng biết nhưng mà tao thấy là mình đi vô đây là mình phải đi cho đàng hoàng. Nãy tao thấy đi vô giống thằng trộm tao bắt làm sao. Mà tao nghe là cái khu gò dấp này á, mà đi hả, không cẩn thận dấp cái gò té chết. Cái gò hả? Ờ, dấp cái gò mà té chết luôn. Dấp nguyên cái gò luôn. Ghê quá, nhà nguy hiểm quá. Phi ơi, ơi. Phải nhà Phi không? Biết sao thấy nhà vắng queo với ai vậy ta? Âm mưu vậy? Sao tối dữ vậy ta? Tao bậy. Ghê quá. Tao nghe nói nhà Phi có ma đó. Chắc có ma, tao nghe tao sợ quá mày ơi, tao sợ. Ma không có con. Không thấy gì hết mà thấy đang thấy gió thổi mà thấy lạnh quá trời. Nhà thì cứ lạnh ha, tôi thấy lạnh, tao không thấy lạnh nữa. Ghê quá. Có khí đậu lộn, khí âm. Sợ ma quá. Có gì đâu mà sợ. Ai nói vậy? Mày nói hả? Có, tao nói giọng tao trẻ mà. Giọng mày nghe dài mà. Phúc nói. Anh nói. Em cũng nói luôn. Đơn nói gì? Ai nói? Ai vậy? Ai vậy? Ta nè. Trời. Ông ai vậy? Ông ba. Mấy đứa này hỗn láo. Tới nhà ta mà còn hỏi ta là ai à? Đứng hết qua bên đây ta hỏi từng đứa. Tụi bay tự giới thiệu về mình. Mày ai? Dạ, con Phong Lê. Phong Lê. Con này. Con tên Tuyền. Con bạn Phi. Bạn tên gì? Kira Phan. Kira Phan. Con tên gì? Dạ con tên Su. Còn con? Dạ con là Đạt 09. Này tên gì nè? Dạ con Phong Lê. Phong Lê. Con tên gì? Con tên Tuyền. Tên Tuyền, đúng rồi, tên Tuyền. Con tên gì nè? Nói đi. Kira Phan. Kira Phan. Con tên gì? Con tên Su. Su. Con Đà 09. Đà 09. Ông cũng vui tính. Con tên gì nè? Dạ. Nãy con nói ông rồi, con là tên là Phong Lê. Phong Lê, đúng dạ. Rồi Phong Lê. Dạ. Tuyền. Tuyền. Dạ. Biết rồi. Con là Phi bạn con. Phi bạn con. Tên à? Tên hả? Thôi ông kêu con Aki được rồi. Aki được rồi. Aki. Con tên Su. Con nè. Ông muốn kêu gì ông kêu. Rồi tụi con thông cảm. Cái ông già chỉ nhớ nên ông phải ba lần ông mới nhớ được. Đủ ba lần rồi. Nhớ rồi. Tất cả mọi người mấy con ở đây. Dạ vậy tốt quá rồi. Phong Lê vô với ông kéo mấy bạn vô. Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng vô đây ông kể chuyện cho nghe ha. Biết nhớ ghê ha. Đi vô đây mấy con, con Vinh nữa nè. Từ số bít mà qua tới đá banh luôn. Rồi. Đúng rồi, ngồi xuống trật tự một cách lung tung vậy là được. Bây giờ trong lúc chờ Phi về, ông sẽ kể chuyện ma cho mấy đứa nghe. Thôi không nghe chuyện ma đâu. Nhưng mà ông thích kể. Chuyện ma sợ lắm ông ơi. Bây giờ lắng nghe nha. Tại vì cái chuyện này á, là chuyện có thật. Ông á, là người chứng kiến tận mắt luôn. Một chuyện á, là vậy. Cái bữa đó là đêm rằm. Ông á, mới bắt xe. Ông để ông đến ông thăm nhà bà con của ông. Trong cái đêm khuya thành vắng đó, ông á, đi ra đường. Không một bóng người. Trên đường trống á, không có một chiếc xe nào hết. Tự nhiên xuất hiện một chiếc xe taxi cũ kỹ, đông rồng đông rìu. Nhưng ông sợ lắm. Nhưng mà do ông đi gấp và con đường cũng không có một chiếc taxi nào hết. Ông đành phải đi chiếc taxi đó. Cái lúc mà ông lên xe taxi, người tài xế taxi chỉ biết chở ông đi. Suốt một đoạn đường không nói chuyện với ông một tiếng nào hết. Im thình thích. Tự nhiên cái xe taxi đang chạy nó dừng lại. Đồng hồ tính tiền của xe taxi dừng theo. Đồng hồ tính giờ của ông cũng dừng luôn. Cái lúc đó ông mới sợ lắm. Nhưng mà khi kiểm tra lại thì đó là do sự trùng hợp của cái sự hết pin của đồng hồ thôi. Nhưng mà lúc đó dừng lại để đi vô cái nhà hàng để ăn. Tự nhiên đêm khuya chỉ có đúng một cái nhà hàng nó mở cửa. Vô nhà hàng không một người khách. Đặc biệt hơn là không có phục vụ. Gọi hoài chủ quán không ra mà đồ ăn để sẵn xếp lên bàn vậy.
lật cái menu ra mới biết nhà hàng đó là nhà hàng buffet mình tự mình ăn. Khi mà ông với ông tài xế dọn đồ ăn hết ra trên bàn để mình tự ăn, ông đang tính ăn thì người tài xế trừng mắt đứng dậy cầm con dao lên cắt thịt bò lúc lát ăn. Nhưng mà các con biết không, khi mà cái cục thịt bò nó cắt nhỏ nhỏ càng nhỏ ra, tự nhiên không ai đụng đến nó nữa, cái cục thịt bò nó tự lúc lắc, nó tự lúc lắc mà không ai đụng hết. Và cái hả, ông nhìn rộng ra cái dĩa nó cũng lúc lắc theo, rồi cái bàn nó lúc lắc luôn. Nhưng mà nhìn xuống chân bàn thì do cái chân bàn bị trên cho nên tất cả mọi thứ trên bàn đều lúc lắc. Nãy giờ bàn bị trên cái bàn bị trên thịt nó lúc lắc. Ông kể chuyện gì tào lao quá. Ông kể chuyện ma với chuyện gì. Sao không biết những gì tao nói mày? Ông nghe chứ sao ông nghe. Im lặng nha, để ông kể chuyện nha. Tại càng về sau tụi con sẽ càng thấy sợ hơn nữa. Sau khi mà ăn ở nhà hàng xong á, ông cứ tiếp tục chạy trên con đường đêm khuya thanh vắng nó về nhà bà con của mình. Nhưng mà khi đến nơi á, thì nhà bà con của ông đã đóng cửa đi ngủ rồi, tắt đèn. Cái lúc mà ông quay lại, tài xế taxi bỗng vội vã chạy đi, bỏ ông ở lại đó một mình. Nhìn sau lưng hả, xung quanh ông hả, cũng không có tòa nhà nào bật đèn hết, mà thay vào đó là một cánh đồng trống hoang vu. Cái con cứ nghĩ cái cảm giác một người đứng một mình giữa một cánh đồng không có ai, trong đêm nó thanh vắng, ngay đêm rằm nên cũng chẳng có chăng, tội thôi. Mà kìa đó hả, lâu lâu có tiếng gió rít, tiếng chó tru. Chăng rằm mà không có chăng mà sao trong đêm chăng rằm mà không có chăng. Khi mà ở giữa cánh đồng á, tự nhiên ông thấy xuất hiện một người. Cái người đó ông đoán là người không bình thường, khi mà từ trên xuống dưới cái người đó đen thui không thấy chân. Mà đội cái nón lá, đội cái nón lá lụp sụp. Nhưng mà không có ai ngoài người đó nên ông chạy đến ông hỏi xem giới tính của người đó là nam hay nữ. Mà thay vì câu trả lời, người đó cũng không trả lời. Mà người đó hả, sau khi ông hỏi thì gió nổi lên cuồn cuộn, chó trù lớn hay là lớn. Mà đặc biệt á, người đó không trả lời, mà gió theo chiều nào người đó ngã người theo chiều đó. Ông kể đến này ông còn sợ nữa mà. Cái lúc mà lúc đó ông thấy biết chắc chắn nó không phải là người bình thường, ông chạy một mạch thật nhanh, núp ra cái đống rơm ngay đằng sau đó để tránh nó không thấy được ông. Để ông cắn răng mà ông chịu đựng, ông ngủ trong lo sợ cho đến sáng. Rồi ông này ông kể gì ta, không biết có bị mất hứng nữa không đó. Ê, ông nghe được còn nói gì ở nhà cậu Thái Sơn. Ủa, mày nói gì hả? Tao nghĩ ông đầu rồi, sao không biết ta. Tập trung đi, đã nói đây là cái khúc mà sợ nhất nè. Các con biết không, ngay cái lúc mà ông thức dậy, lúc đó bình minh sáng sớm, ông nhìn ra chỗ cũ thì thấy người đó vẫn đứng đó. Tụi con nghĩ có ai người bình thường mà đứng nguyên đêm đứng con kiểu một không? Ghê không? Khi ông quyết định chạy gần lại đó coi thì thiệt ra đúng là người đó không phải là người bình thường. Thì ra cái người đó là một cái con bùa nhìn đứng để đuổi chim. Nó đuổi chim rồi. Đúng là người không bình thường. Kể chuyện vui quá. Chuyện mà của ông càng nghe cái con càng thấy sợ. Phi có nhà không? Ông đã nói là Phi nó đi rồi, nhưng mà các con muốn chờ thì ông kể chuyện ma cho đến khi nào Phi về. Trời, bây giờ cũng mới trễ rồi, nếu Phi nó chắc nó bận quá, thôi chắc con về nha ông nha. Nghe chuyện ma tối về ngủ không được ông ơi. Vậy các con bé nó sợ, bé nó mới có 12 tuổi à. 12 tuổi mà đẹp vậy hả? Con 13.
Kêu mẹ mày. Dạ. Dạ. Thôi vậy thôi mấy đứa tranh thủ về để không kịp chuyến taxi. Thôi mấy đứa đứng dậy về. Mấy đứa đứng về. Dạ, xin phép dạ, ông về ạ. Dạ. Ông về. Dạ. Phải ổng không vậy? Phải phải ổng đâu? Ông Năm này nãy nãy coi đi, coi đi. Đúng rồi, ổng đó. Mà sao đem coi? Mày đem bắt kiến, có đem bắt kiến. Lại coi đi, mày lại coi đi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Mày nói, mày nói. Ông ơi. Chọn. À, mấy đứa này đi đâu à? Đi toilet khỏe quá. Cái hình mừng thọ của ta, đứa nào dám để ở đây? Thì không phải, không phải. Mẹ nói chuẩn không được chính. Quê biết chuyện đâu mà anh có về đâu? Biết mà còn hỏi, em với Quê ngủ với bao nhiêu thằng, em lên phố chúng tôi làm gì? Anh đừng có mất dạy nha, hồi đó giờ tôi ngủ với có một mình anh thôi đó. Trời ơi, em đừng sợ quá, biết bao nhiêu thằng ở dưới quê đó nó ngủ chung với em rồi, tôi nghe vậy tôi mới nhào vô chứ bộ. Tôi ngủ ra là chuyện của tôi, mà bây giờ anh làm tôi có bầu là anh tính sao?